Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay bếp ngon 688 tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn để chúng ta vào cái căn bếp quen thuộc của tôi đây. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành đi thực hiện làm một cái món kem bằng bình xịt Kacha. Đấy. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp để thực hiện làm cái món này nhé. Ok các bạn. Đấy. Thì để làm được cái phần kem tươi của chúng ta mà sử dụng bằng bình xịt Kacha này thì chúng ta cần có những cái phần nguyên liệu là cái phần kem. Đây các bạn sẽ chuẩn bị cho tôi một cái phần kem làm bánh bay này từ thực vật này. Và các bạn chuẩn bị cho tôi cái phần kem béo thực vật này. Đấy, hai phần này. Các bạn chuẩn bị cho tôi một cái cốc có đo lường này để chúng ta đo cho nó chuẩn. Đấy, quan trọng nhất là chúng ta phải có một cái bình Kacha làm kem đây. Ok. Đấy, và các cái dụng cụ của nó cùng với cái phần ga, đấy, cái viên ga của chúng ta để chúng ta sẽ làm được cái phần kem tươi bằng cái bình Kacha này. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi vào làm cái phần này nhé. Đây, tôi lấy luôn cái phần viên ga ra. Đây nó ra. Đấy, và các cái phần vòi bơm của chúng ta nó sẽ có thể giúp chúng ta lấy ra các cái phần kem theo các cái mẫu hình. Đây, tôi sẽ giới thiệu qua cho các bạn cái bình Kacha một chút. Bình làm kem này thì nó được làm bằng cái chất liệu thép rất là tốt. Đây các bạn. Và cái nguyên tắc của nó thì đây. Đây là cái phần đây là toàn bộ phần bình của nó. Đây, bình này là bình nửa lít. Đấy. Đấy, để chúng ta sẽ bơm được ra, bơm được cái phần kem tươi của chúng ta theo cái mẫu hình riêng. Ngoài ra thì đây, cái phần van này. Van này khi chúng ta sẽ lắp cái viên ga vào đây, chúng ta đóng kín. Và nguyên tắc là có cái bình này chúng ta phải đóng thật chặt. Trước khi chúng ta cho nguyên liệu vào đây, chúng ta phải đóng thật chặt và chúng ta lắp đều cái phần nguyên liệu này. Cái ga bây giờ nó sẽ giúp cho cái phần kem của chúng ta tạo hình rất là tốt. Ok, bây giờ tôi sẽ cùng với các bạn chúng ta tiến hành làm phần kem này nhé. Đấy, để làm được cái phần kem tươi, kem xịt bằng bình xịt Kacha này thì chúng ta sẽ dùng hai cái phần nguyên liệu là kem này như tôi đã nói rồi. Thì chúng ta sẽ lấy ước lượng theo định lượng của nó để chúng ta đưa vào đây. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy cái phần kem làm bánh bay này. Phần kem làm bánh bay này thì các bạn sẽ lấy cho tôi 250 ml. Đấy. Các bạn sẽ lấy cho tôi 250 ml. Đây các bạn dùng cái cốc đo lường này, chúng ta lấy cho nó đều nhé. Rồi. Đây các bạn cho vào. Cái phần kem béo thực vật này các bạn sẽ lấy cho tôi 150 ml. Chú ý các bạn lấy đủ định lượng nhé. Khi lấy được đủ định lượng thì chúng ta mới làm được cái phần kem nó chuẩn được. Đấy, các bạn để ý rồi. 150 ml. Thank you.
các bạn làm đúng như tôi này thì chúng ta sẽ có được một cái phần kem xịt, kem tươi rất là ngon luôn. Chú ý sau khi chúng ta đưa vào bình này thì chúng ta phải lắc thật đều thì chúng ta mới có thể đem sử dụng được. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ đậy cái nắp bình này lại để chúng ta lắc thật đều đã. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lắp. Và chúng ta sẽ lắp cái phần ga vào. Đây các bạn nha. Các bạn cho đúng chiều chúng tôi này. Đây. Đấy. Sau khi các bạn xoáy vào mà nó ga nó xì ra thì là đã ok. Giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta phải lắc thật đẹp. Ok. Rất là lạnh, ga nó đã ra đầy cái bình này. Lạnh lắm. Rồi bây giờ tôi sẽ sử dụng một trong ba cái mẫu hình này, khuôn mẫu này, để chúng ta lấy được cái phần kem tươi của chúng ta ra sử dụng cho các cái món thức uống rất là thơm ngon. Đây, tôi có ba cái mẫu hình cơ bản đây. Thì thông thường tôi sử dụng bây giờ tôi sẽ test cho các bạn cả ba luôn. Chúng ta sẽ sử dụng cái mẫu hình có cái mẫu hình bé nhất này nhé. Chúng ta lắp vào vòi này. Có một lưu ý đối với các bạn là khi chúng ta sử dụng cái bình kem xịt này thì mỗi lần chúng ta xịt xong thì cái phần kem bao giờ nó cũng sẽ ra cái phần mẫu hình này, cái phần khuôn hình này. Thế thì khi các bạn một cái bình kem như này thì các bạn có thể sử dụng, cất vào trong tủ lạnh và sử dụng liên tục trong vòng 5 ngày ở trong ngăn mát. Đấy, thì mỗi lần chúng ta sử dụng xong thì chúng ta sẽ phải vệ sinh, chúng ta sẽ phải xoáy cái phần này ra. Giờ tôi sẽ thực hiện, tôi sẽ lấy phần kem tươi của chúng ta ra theo cái mẫu hình đầu tiên cho các bạn quan sát nhé. Chúng ta bóp nhẹ nhẹ thôi, bóp nhẹ tay thôi. Đấy. Ok, rất là đẹp. Đây, tôi review gần cho các bạn. Phần kem tươi của chúng ta rất là đẹp, quậy và rất là thơm ngon. Đấy, có một lưu ý là các bạn, cái phần kem tươi của chúng ta lắc càng nhiều, lắc càng đều thì khi nó ra cái phần kem, nó ép phần kem của chúng ta sẽ rất là thơm ngon. Còn chúng ta lắc ít thôi, chúng ta lắc không đủ, không tới thì cái phần ga này của chúng ta nó ép không tốt thì kem ra nó sẽ tan nhanh, chảy nhanh. Ok, bây giờ tôi sẽ lắp đến cái phần khuôn hình thứ hai. Tôi sẽ phải dùng một cái giấy này tôi lót vào đây, nó lạnh quá. Đấy, sau khi chúng ta thực hiện xong thì chúng ta sẽ phải dùng một cái này, cái chổi này để chúng ta phải vệ sinh cái này, vệ sinh cái khuôn hình của chúng ta. Ok, bây giờ tôi sẽ lắp đến cái khuôn hình thứ hai để demo cho các bạn xem. Đây. Ok, đấy. Cái khuôn này thì cái khuôn thứ hai này thì hiện tại là chúng ta ít sử dụng thôi. Tôi cũng ít khi sử dụng cái khuôn thứ hai này vì nó không được đẹp. Đấy, khi đưa kem ra nó không được đẹp. Đấy, mà thông thường thì tôi hay sử dụng cái số 1 này và tôi dùng cái số 3 này. Đây, tôi cũng sẽ demo cho các bạn xem toàn bộ.
Đấy. Cái số 3 này của chúng ta là sử dụng, nó cũng không khác gì cái số 1, nhưng mà cái vòi này nó to hơn, cái khuôn hình này nó to hơn và nó sử dụng cho các loại bánh to hơn. Đấy, vậy thì qua cái video này, đây các bạn này, qua cái video này thì tôi đã cùng với các bạn, tôi đã chia sẻ cùng với các bạn cách chúng ta làm kem tươi, kem tươi xịt sử dụng bằng bình xịt ca chan, rất là thơm ngon và hiệu quả. Chúng ta sẽ có được những cái món ăn rất là thơm ngon, những cái thức uống mà được bổ sung thêm các cái phần kem tươi rất là thơm ngon này. Ok, vậy cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.